Vâng, lời đầu tiên Hải Yến xin gửi lời chào đến quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến nhé. Hôm nay em sẽ đi quay và giới thiệu cho các bác cùng tham khảo một cái mảnh rẫy. Nó nằm ở trên trục đường nhựa như thế này, là bám theo cái trục đường của mình luôn là được 120 mét nha các bác. Thì cái mảnh đất của mình là từ cái vị trí này và chạy dài xuống dưới kia nha các bác. Và theo cái con đường đường này á là đi về trung tâm xã, ủy ban xã và chợ và trường học thì rơi vào tầm gần 2 cây số nha các bác, gần 2 cây số. Còn ở trên này á là có một trường cấp 1 ở ngay đây rồi nha các bác. Đó. Trường cấp 1 ở đây thì cách có mấy trăm mét thôi. Ở đây thì dân cư thì nói chung là ở theo từng nhà và đường điện thì nhà nước cũng đã kéo sẵn hết đây rồi. Đó. Đây là dân cư ở nha các bác. Thì hiện tại thì cái mảnh đất này á thì bác chủ nhà là trồng được 1.000 trụ tiêu như thế này ạ. Đó, 1.000 trụ tiêu như thế này và được 700 cây cà phê và một được 200 cây mít thái nữa. Đó. Tí nữa cái mảnh đất này thì nó được già 1 héc là đồi, còn 1 héc ở dưới, già 1 héc ở dưới là sình. Sình nhưng mà bác chủ cũng đã quật líp hết lên rồi, đang cấy mít thái rồi nha các bác. Cấy cây ăn trái rồi. Đây là tiêu cà phê tiêu của mình đây, còn cà phê của mình là ở dưới này. Thì bác chủ nhà cũng đang rao bán với cái giá của cái mảnh đất này á là tổng cái diện tích của mình là 2,5 héc. Thì bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 2,5 tỷ nha các bác. Còn mảnh đất này là tọa lạc tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Đó. Bác nào mà xem video thì nhớ nhấn đăng ký. Đó. Và cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh nhé. Đây, cà phê của mình là ở dưới kia đây kìa các bác kìa. Đó. 700 cây cà phê là ở dưới đó. Và ở dưới đó có thêm một mặt đường nữa nha các bác. Thế bây giờ em sẽ di chuyển xuống dưới để quay cái mặt đường dưới và cái mảnh đất ở dưới cho các bác cùng tham khảo nó dễ hơn nhé. Còn ở trên này là chủ yếu là tiêu, cà phê và mặt đường, đường nhựa. Đất này thì nó thoải nhẹ nha các bác. Đó, nó thải nhẹ, đất cực kỳ là xốp luôn. Em đi mà nó lún này. Đây, cái mảnh đất của mình ở dưới này là cà phê của mình, bác chủ nhà đã cưa và ghép. Ghép cà giống mới khá là đẹp. Còn cái đám mít thái của mình là dưới kia kìa các bác kìa. Đó. Đất này thì nó độ của nó là độ thoải nhẹ, nó cực kỳ là dễ làm. Và ở dưới đó là có một con đường, đường đất nhưng mà đường đất lớn nha các bác. Tương lai là sẽ đổ nhựa hoặc bê tông nhé. Ở dưới đó chạy ngang qua. Đấy, cà phê của mình ở dưới này đây thì khá là đẹp. Đây, mảnh mít thái của mình đây các bác này. Thế bây giờ em sẽ di chuyển xuống dưới nha các bác. Đây là cái con đường của mình. Chạy xuống đây là có một cái con đường bê tông đi qua kia và một con đường chạy thẳng. Và con đường em đang cua đây là cua đi xuống cái mảnh đất của mình nha các bác. Cái nhà kia họ làm đẹp quá trời luôn. Họ cấy dừa, cấy mít thái. Lợi nha các bác. Đây, cái vườn mít thái của mình đây. Đúng nhỉ? Trên đó thì như có căn nhà. Này. Cây. Cái nhà này là của bên mảnh đất này luôn à?
Mấy cái nhà này này. Mấy nãy em đứng là cái điểm ở trên kia nha các bác. Đấy bây giờ em đã xuống tới đến dưới này. Đó, cái mảnh đất của mình là từ đây chạy qua tới bên này. Và trên đất là có căn nhà. Và ở đây là cái dưới này là cái sình của mình này. Đó, cái sình của mình đây. Dưới này một ít tiêu xấu. Còn ra ngoài kia là bác chủ nhà đã quật líp hết lên để cái mít thái như kia rồi. Mảnh đất này thì rất thích hợp cho bác nào làm khu nghỉ dưỡng. Đó, mình thẳng một phát từ trên xuống dưới kia mặt đường, mình thích ở trên mặt đường trên cũng được. Còn không mình ở dưới này thì nó cũng khá là đẹp nhé. Bởi vì nhìn ra một cái cánh đồng ruộng mênh mông bao la như này này các bác này. Cái tổng cái diện tích của mình là 2,5 hectare nhé. 2,5 hectare. Thì trên đất là 120 m đất mặt đường nhựa như lúc ban đầu em đang đứng. Và cái mảnh đất này mà ra cái vị trí trung tâm chợ và trường học thì nó gần 2 cây số nhé các bác. Gần 2 cây số. Và cách quốc lộ 4A thì nằm tầm 8 cây nhé các bác. Đó là ra trung tâm huyện đấy. Thì cái mảnh đất này là bác chủ nhà cũng rao bán với cái giá là 2,5 tỷ cho các bác nào có thiện chí mua và có thương lượng nhé. Thì trên đất chủ nhà thì bác chủ đã trồng được 1.000 trụ tiêu và 700 cây cà phê như lúc ban đầu em đã đứng ở trên kia và giới thiệu cho các bác. Và đây là một cái ao này các bác này. Cái ao này là khá là lý tưởng luôn, khá là rộng rãi cho bác nào muốn nuôi cá nhé. Đây cũng có bác nào đang câu, đang thả cần đây. Ôi giời, anh 2 cần luôn hả anh? Em lại tưởng bảo thế bỏ cần đây mà không thấy người đâu, hóa ra lại 2 cần luôn. Và bên này là một cái ao dài nữa này các bác này. Quật, bác chủ nhà đã quật tiếp lên 2 bên như này để mình cấy cây ăn trái như này. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Em xin tạm dừng video ở đây.